sa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cái phần tiếp theo của bài kệ Khải Hoàn, 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, nguyên hành duyên thức. Bài phần thứ ba là thức duyên cho danh sắc. Vijñāna vaccayanamarupam, thức là nhân, danh sắc là quả. Do thức sinh nên danh sắc sinh, thức là nhân, danh sắc là quả. Thức là tâm thức, thức là tâm thức. Còn là danh sắc, danh thì cũng là tâm, còn sắc thì thuộc về sắc vật chất. Nên là thức là thuộc về tinh thần, tinh thần về vật chất đấy. Thì tâm thức có thể sinh ra được cả tâm thức, tâm thức cũng có thể sinh ra cả vật chất. Nên là cái nhân, cái duyên có hai loại thức. Thứ nhất là nếu mà nói về thức, thức thì nó có hai cái loại thức. Thức là cái nhân mà nó sinh ra danh sắc. Thì cái chúng sinh ở trong cái cõi người thì có năm uẩn, nó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái uẩn thứ nhất là thuộc về sắc, và bốn uẩn còn lại thì thuộc về tâm, thuộc về danh. Bốn uẩn còn lại thuộc về danh. Vậy chúng sinh phải có cả đầy đủ cả thân tâm, thì thành ra chúng sinh có thân và có tâm, có danh và có sắc. Vậy cái danh đấy, cái gì nó sinh ra cái danh đấy, cái gì nó sinh ra cái sắc đấy, cái gì nó sinh ra cái tâm thức của con người, và cái gì nó sinh ra cái sắc thân của con người. Thì tại sao mà cái tâm thức của con người thì nó không giống nhau, nó không có giống nhau. Có mỗi người có một cái tâm thức khác nhau. Có cái tâm thì luôn luôn sầu bi khổ não phiền muội, có cái tâm thì luôn luôn an vui hỷ lạc, có cái tâm cao thượng, có tâm hạ nhiệt, có cái tâm vừa vừa. Mà cái sắc thân nó cũng vậy, cái sắc thân của chúng sinh không giống nhau, mỗi người có cái sắc thân khác nhau, cao thấp mập gầy, người thì sống lâu người chết sớm, người đẹp người sống, cái sắc nó cũng khác. Vậy cái gì là nhân, cái gì là duyên khiến cho cái tâm thức của con người không giống nhau, khiến cho sắc thân của con người, của chúng sinh không giống nhau, của tất cả chúng sinh. Có con người vậy, tất cả chúng sinh, mỗi người, mỗi một chúng sinh lại có mang một cái thân hình khác nhau, một cái sắc thân khác nhau, một cái tư tưởng khác nhau, một cái tinh thần khác nhau. Vậy thì cá nhân của nó sinh ra cái thân và cái tâm ấy, là chính là cái thức. Thức là nhân mà danh sắc là quả. Vậy nó có cái thức nó tạo ra, thức nó tạo ra cái tâm thức, thức nó tạo ra cái sắc thân. Có sự sai biệt, thức sai biệt thì thân tâm danh sắc sai biệt. Và cái nhân mà nó sinh ra danh sắc thân tâm này là được gọi là thức. Thức có hai loại, một là thức nghiệp ở trong quá khứ, hai là thức quả ở hiện tại. Nó có những cái thức, nó là cái nghiệp, nó tiềm ẩn ở trong quá khứ, nó luôn luôn chi phối, nó chủ quản, nó tác động đến cái cuộc sống hiện tại này, là cái cuộc sống hiện tại của chúng sinh này bị chi phối, bị tác động bởi những cái thức nghiệp ở trong quá khứ rất là nhiều. Và cái thứ hai là thức quả ở hiện tại. Thức nghiệp là nhân sinh ra thức quả, và sắc do nghiệp sinh. Và cả cái sắc thân này, cái thân thể của mình cũng vậy, cũng một phần là do những cái thức nghiệp quá khứ nó tác động. Cho nên là có những cái người, người ta có được cái sắc thân tốt, đó là do cái nghiệp quá khứ tốt. Có những cái người có sắc thân thì có rất là nhiều những cái bệnh tật, đấy nó cũng là do một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ, nó cho quả, nó tạo ra những cái sắc nghiệp. Và phải chịu nhiều cái nỗi khổ đau là do cái nghiệp bất thiện. Có cái sắc thân tốt là do cái nghiệp thiện. Cái tâm lý cũng vậy, có cái người có được cái tâm thức tốt,
Ví dụ như người có trí tuệ tốt, có trí nhớ tốt, có trí tuệ nhạy bén, thì cái đấy nó cũng là một phần do cái nghiệp quá khứ. Nên người ấy có được cái thức nghiệp tốt. Có những cái người thì có cái tâm thức kém, tức là có cái trí tuệ không nanh lợi, thì cái đấy nó cũng là cái thức nghiệp ở trong quá khứ nó cho quả, nên nó gọi là thức sinh ra danh sắc. Vậy cái thân tâm của mình bị chi phối bởi thức, thì có cả thức ở quá khứ và thức ở hiện tại. Thức nghiệp nhân thức quả và sắc do nghiệp sinh. Thức quả là nhân sinh ra các tâm sở và sắc do tâm sinh. Trong hiện tại mình cũng có cái tâm thức. Cái tâm thức ở hiện tại này nó cũng tác động vào cái sắc thân này, nó tác động vào sắc thân và nó cũng tác động vào cái tâm thức ở hiện tại nữa. Vậy thì cái cuộc sống này nó sẽ bị chi phối bởi hai thứ, một là cái nghiệp ở quá khứ, hai là cái nghiệp ở hiện tại. Và cả hai cái nghiệp này nó tác động vào cái cuộc sống của tất cả chúng sinh. Thức ở quá khứ, thức nghiệp ở quá khứ. Thức nghiệp là gì và thức quả là gì? Thế nào là thức nghiệp và thế nào là thức quả này? Có cái loại thức nghiệp và thức quả. Nghiệp có nghĩa là nhân, và quả thì có nghĩa là nó đã trổ quả. Thế thì một cái là nhân, một cái là quá khứ và một cái là hiện tại. Và cái nghiệp này là nhân, và cái quả này có nghĩa là nó đã thành tựu, nó đã trổ quả ở hiện tại này. Cái tâm hiện ở hiện tại của mình là tâm có những cái tâm quả thực hiện tại, nó trổ quả, và nó là do cái dòng tâm thức ở quá khứ nó trổ quả ở hiện tại. Đây là cái thức ở quá khứ, thức gọi là thức nghiệp, là những hành động đã tạo tác ở trong quá khứ. Có thể là mình tạo tác ở một kiếp quá khứ, cách đây một kiếp trước, có thể là rất nhiều kiếp trước. Cái nghiệp ở quá khứ này thì nó không giới hạn, nó không giới hạn về thời gian. Nó có thể là mình đã tạo từ rất lâu, có thể là mình mới tạo một kiếp quá khứ hoặc một cái kiếp gần đây, nhưng cũng có thể là mình đã tạo trong rất nhiều kiếp quá khứ rất là xa xưa, rất là lâu rồi, nhưng mà nó vẫn còn đang chờ đợi ở đây. Cái nghiệp nó đang thai nghén ở đó, khi nào nó có cơ hội thì nó sẽ trổ quả. Thức nghiệp là những cái hành động khi tâm sở tư đi kèm với 12 tâm bất thiện thì tạo ra cái nghiệp bất thiện. Vậy thì nghiệp nó là cái tâm, là cái tâm cố ý. Mình bất cứ mình làm một cái gì nó cũng phải có cái tâm thức nó điều hành. Mình có cái sự cố ý làm cái gì, có cái chủ động. Mình có cái tác ý là ta làm cái này, ta làm cái kia, người ta sẽ cố gắng làm cái này, cố gắng làm cái kia. Thì cái tâm mà nó cố tình làm một cái việc gì đấy thì nó tạo thành nghiệp. Vậy khi nó tạo thành nghiệp thì cái tâm sở cetana này nó hành động xong rồi, thì nó sẽ trở thành một cái nghiệp đó, sankhara, thành một cái nghiệp thức đấy, và nó chờ đợi ở đấy. Vì vậy cho nên là nghiệp nó cũng là tâm, chứ nếu mà nghiệp nó mà là vật chất thì nó không có chỗ nào để chứa được hết. Vì tâm thức thì nó không có hình dáng, nó không có hình dạng, nó không có màu sắc, cho nên là không ai thấy được nó. Và nó rất là nhiều, những cái nghiệp này nó tích lũy rất là nhiều, và nó luôn luôn đi theo cái dòng tâm thức. Khi nào lúc mình tạo nghiệp nó cũng là nhân, khi mà nó ở cái giai đoạn mà nó chưa trổ quả, tức là cái nghiệp nó còn đang chờ đợi, thì nó cũng là tâm, nó cũng là thức, nó cũng là tâm thức. Và khi nào nó trổ quả thì nó cũng là tâm thức. Thì tất cả những cái nghiệp đấy nó đều là tâm thức cả. Và khi nào tâm thức của mình gặp những cái chuyện không như ý thì đấy là nghiệp thiện nó trổ quả, gặp những cái chuyện như ý thì đấy là cái gặp những cái chuyện mà không như ý là cái nghiệp bất thiện nó trổ, gặp những cái chuyện mà mình hài lòng như ý đấy là cái nghiệp thiện nó trổ. Khi mà cái tâm thức của mình nó khởi lên tâm 12 cái tâm bất thiện thì nó sẽ tạo ra nghiệp bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, để nó khởi lên. Khi mà mình cố ý làm một cái việc gì với tâm tham thì nó sẽ tạo thành một cái nghiệp bất thiện, có cái thức đi kèm với tâm tham. Khi nào mình cố ý làm một cái việc gì đó với tâm sân, mình tức giận lên là mình đi làm một cái việc này
Vì làm thì cái hành động đấy nó là hành động bất thiện, thì nó tạo ra một cái nghiệp bất thiện, nó đi kèm với cái tâm thức, với tâm sân. Mình ngu si đi mà hành động gì đấy thì nó đi tạo thành cái nghiệp bất thiện, nó đi kèm với tâm si. Khi mà một cái tâm thiện nó khởi lên, những cái tâm thiện dục dối nó khởi lên, rồi là mình tác ý đi làm bất cứ một cái nghiệp, một cái hành động gì đấy, thì cái hành động đấy nó để thành một cái nghiệp thiện. Một cái nghiệp thiện thì nó đi kèm với những cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà những cái nghiệp thiện ấy, có những cái lúc thì cái vô tham nó mạnh, vô sân nó yếu. Có khi thì vô sân nó mạnh nhưng mà vô tham yếu. Có khi cả tham, sân, si đều, vô tham, vô sân, vô si đều mạnh, mà có khi cả vô tham, vô sân, vô si đều yếu. Thì vậy cho nên là trong cái lúc mình tạo nghiệp ấy, trong cái lúc mình hành động ấy, nó không quan trọng là cái việc đấy là cái việc lớn hay việc nhỏ, mà nó quan trọng là cái tâm của mình, cái tâm gì nó mạnh. Cái tâm vô tham, vô sân, vô si nó mạnh hay là tâm vô tham, vô si nó yếu, thì lúc đấy nó sẽ tạo ra cái nghiệp, cái thức nghiệp. Thức nghiệp nó đi kèm với vô tham, vô sân và vô si. Cho nên là khi nó trổ quả, nó có cái sự sai biệt, là trong cái lúc mình, mỗi cái chúng sinh tạo nghiệp, nó có cái tâm thức, nó cũng có cái sự sai biệt. Khi tâm sở tư chê tá đa đi kèm với năm tầng thiện sắc giới thì tạo ra thiện nghiệp sắc giới. Khi tâm sở tư đi kèm với bốn tầng thiện vô sắc giới thì tạo ra cái thiện nghiệp vô sắc giới. Như vậy thì là có 29 thức nghiệp, 12 bất thiện, 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới. Đây là những cái thức nghiệp, những cái tâm thức này để là chúng sinh tạo nghiệp bằng 29 thức nghiệp. 29 thức nghiệp này nó sẽ trổ quả. Thì khi mà nó trổ quả, nó có thể trổ quả trong cái lúc đi tái sinh, nó có thể trổ quả sau cái lúc đi tái sinh. Có những cái tâm thức mà trổ quả trong cái lúc đi tái sinh thì mình sẽ sinh về, nếu là cái tâm cận tử nó mà bắt lấy cái cảnh một cái thiện nghiệp thì nó sinh về cõi cao thượng, còn nếu nó bắt lấy một cái nghiệp bất thiện thì sinh về cõi khổ đau. Và sau khi đi tái sinh rồi thì những cái nghiệp đấy nó lại tiếp tục cho quả. Nghiệp thiện thì nó cho ra những cái quả tốt, mà cái nghiệp xấu thì nó cho ra quả xấu. Và cái ở cái giai đoạn này thì bắt đầu nó cho ra thức quả này. Thức quả là quả của nghiệp, gồm có 32 thức quả, tâm quả này. Nghiệp bất thiện sẽ sinh ra 7 cái loại thức quả. Nếu mà là cái nghiệp bất thiện khi mà nó trổ quả thì nó trổ ở đâu? Nó trổ ở các cái căn môn này: nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức. Và cái tâm tiếp thâu, tâm suy xét, đây là 7 cái tâm quả bất thiện. Tức là nó sẽ trổ ở cái nó cũng trổ ở trên các cái căn của mình. Từ cái thức nghiệp nó chuyển thành thức quả. Thức quả tức là cái con mắt. Cái con mắt mà thấy những cái cảnh mà mình không ưa thích thì đấy là cái thức nghiệp nó trổ quả. Thức nghiệp nó trổ quả, nó làm cho mình thấy những cảnh không ưa thích. Cũng cùng là một cái cảnh đấy, cùng là một cái cảnh đấy, nhưng mà cái người có cái thức nghiệp thì nghiệp, một cái người mà cái thức bất thiện nó trổ quả thì người đó sẽ thấy cái cảnh này rất là khó chịu. Nhưng mà với một cái người mà có một cái thức, có một cái nghiệp thiện nó trổ quả thì người đấy lại thấy cái cảnh này rất là dễ chịu, rất là dễ chịu. Như bây giờ có người cho thấy, cho vào ở chùa thì thấy chùa thì rất là thích, thì đấy là lúc đấy là nghiệp thiện nó trổ quả. Nhưng mà cũng có một người mà cho vào ở chùa thì người ta bảo giống như ở tù, thì cũng là một cái cảnh. Nhưng mà tại sao nó lại có hai cái tâm thức khác nhau, hai tâm thức khác nhau, thì đấy là do cái nghiệp nó trổ quả vậy. Nhưng bây giờ vậy, có những người đi tù thì người ta thích, thì vào trong tù ở thấy sung sướng. Còn nếu mà cho ra xong người ta lại tạo tội thì người ta được vào tù tiếp, có vậy không? Thì lúc đấy là cái thiện nghiệp có chỗ quả mà ở trong này sung sướng hơn người kia. Nhưng mà cái bất thiện nghiệp nó chỗ quả thì ở trong này rất là khổ đau. Cũng như vậy, nên bây giờ mình mà làm một cái dây chuyền bằng vàng mình tặng cho một người khác thì người ta thấy người ta rất là thích. Nhưng mà cũng là cái dây chuyền đấy bây giờ mình cho một cái con gì đấy thì nó lại coi như là một cái sợi dây trói buộc nó, thì nó sẽ buồn phiền khổ sở.
cái thiện nghiệp với cái bất thiện nghiệp như vậy. Khi mà nó thấy cái cảnh mà nó ưa thích hài lòng thì đấy là cái thiện nghiệp nó chụp qua cũng cái cảnh đấy, nhưng mà cái một cái chúng sinh khác đang bị cái nghiệp bất thiện nó chụp thì nó lại thấy như bị thiêu đốt. Cũng như vậy, chúng sinh ở trên cõi trời, khi mà người ta sinh lên cõi trời vậy, thế mà người ta còn cái thiện nghiệp thì người ta còn ưa thích những cái cảnh thiên giới. Nhưng mà người ta hết cái thiện nghiệp rồi thì người ta nhàn chán, không còn ưa thích những cái cảnh thiên giới đấy nữa, thì lúc đấy là cái mạng sống người ta sắp chấm dứt, sắp sửa chấm dứt và người ta sẽ chết và sinh về cõi khác. Cũng như vậy, bây giờ tự nhiên mình cảm thấy chán hết mọi thứ. Cái lúc còn khỏe thì cái gì mình thích mà nhìn thấy cái gì cũng thích, thích nhà, thích cửa, thích tất cả những cái đồ vật, cái gì nó đẹp cũng thích. Nhưng bây giờ cái giai đoạn mà mình sắp chết rồi thì mình cảm thấy nó chán. Hay là cái lúc mà có bệnh nặng còn thích cái gì nữa, còn thích phấn đấu phải làm cái này, phải làm cái kia, phấn đấu phải có danh, có lợi, có tiền, có tài, có chức, có quyền. Nhưng mà đến lúc mà cái nghiệp mà của cái con người nó sắp hết rồi, bắt đầu là chán, chẳng muốn làm gì. Nhưng bây giờ mấy cái người già 70-80 tuổi còn bảo bây giờ đi bon chen, đi thi cử để làm cái này cái kia, người ta còn muốn làm nữa không? Hết nghiệp rồi mà. Cái nghiệp nó gần hết rồi, người ta nhàm chán. Càng về cuối đời thì người ta càng nhàm chán. Khi mà còn trẻ thì cái gì cũng thích, nhưng mà khi về già rồi là nhàm chán, chán không thích cái gì nữa. Cho nên cái người nào mà có cái khuynh hướng là sắp sửa sinh về cõi cao, cõi lành ấy, thì về già bắt đầu hướng đến những thiện pháp, muốn tu tập tâm thức, muốn thì những cái người đấy có cái khuynh hướng thì sau này lên những nơi rất là cao thượng. Còn những người về già rồi mà lại sống càng trở nên bất thiện, tham sân si đầy rẫy những cái ô nhiễm ở trong tâm mà không diệt trừ, thì cái dấu hiệu đấy là cái chúng sinh đấy sắp sửa rơi xuống những cõi thấp kém. Thì khi mà cái thức ở nghiệp ở quá khứ nó trổ quả thì nó cũng trổ quả như vậy. Nhãn thức nó trổ quả ở nhĩ thức mà, thì cái nghiệp bất thiện nó trổ quả thì nhãn thức thấy cảnh không hài lòng, nhĩ thức nghe những cái âm thanh khó chịu, thị thức ngửi những mùi khó chịu, thiệt thức nếm những thức ăn khó chịu, thân thức thì xúc chạm những cái khó chịu, tiếp thâu thì tiếp nhận những cái khó chịu, suy xét những cái khó chịu. Đấy là cái nghiệp bất thiện nó chủ quả. Giống như bây giờ một cái người mà bệnh trầm trọng, bệnh nặng nằm trên giường thì đem đến cái gì người ta chán, người ta chẳng thích. Đấy, có nói cái lời gì đem những cái gì mà hàng ngày người ta thích bây giờ người ta chán hết. Đấy, những cái cảnh gì mà đẹp người ta không thích nữa rồi, những cái âm thanh gì hay người ta chán, mùi hương hay là thức ăn ngon hay là mang đến quần áo đẹp cho người ta không thích nữa, chán hết. Đấy là cái nghiệp bất thiện nó chủ quả, không còn hưởng thụ những cái cảnh này nữa. Còn đây là nghiệp thiện nó trổ quả thì nó có 8 quả. Nó cũng trổ quả ở cả căn này, cũng nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu, suy xét, thọ xả và suy xét, thọ hỷ. Thì đây là cái thức quả. Thì cái lúc này mà thức quả nó trổ, thức nghiệp thiện nó trổ quả thì nó ra nhãn thức mà thấy những cái cảnh ưa thích, nghe những âm thanh hài lòng, ngửi những cái mùi hương hài lòng, nếm những thức ăn hài lòng, thân thì tiếp chạm những cái hài lòng, tiếp nhận những cái hài lòng, suy xét những cái hài lòng, suy xét những cái điều hoan hỷ. Thì đấy là 7 cái tâm quả của cái nghiệp thiện nó trổ quả. Nó có 7 cái tâm này. Và nghiệp thiện dục giới nó cũng sinh ra 8 cái tâm đại quả dục giới. Những cái tâm đại quả đây là những cái tâm thiện, như một cái tâm thiện thọ hỷ có trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ có trí hữu trợ, tâm thiện ni trí vô trợ, tâm thiện có trí hữu trợ, tâm thọ xả ni trí vô trợ, thọ xả có trí hữu trợ. Là cái nghiệp thiện nó sinh ra cái tâm thiện, cái nghiệp thiện nó sinh ra cái tâm thiện. Như có những người tự động người ta thích làm việc thiện thì đấy nó cũng là cái nghiệp thiện ở quá khứ nó tác động. Nhưng cái người nào ở trong quá khứ đã từng bố thí rồi thì đời này sinh ra người ta rất thích bố thí. Trong quá khứ người ta đã từng giữ giới thì bây giờ người ta tự động người ta cũng thích giữ giới. Trong quá khứ người ta đã hành thiện, bây giờ tự động người ta cũng rất thích hành thiện. Thì đấy là cái nghiệp thiện nó trổ quả, nó trổ ra cái tâm thiện. Thì đây là cái
cũng là cái, nó cũng có tám cái tâm quả, cái tâm quả dục giới mà. Cho nên là có những cái người mà tại sao người ta có cái tâm thiện, thì ngay có những người người ta có tâm thiện từ bé thì đấy cũng là do cái nghiệp thiện nó trổ quả, nó trổ ra cái tâm thiện này, cái thức nghiệp ở trong quá khứ nó trổ ra những cái tâm thiện ở hiện tại này. Nhưng có những cái người thì có cái tâm bất thiện thì đấy là cái thức nghiệp bất thiện ở quá khứ nó trổ quả, nó làm cho bây giờ cũng trở nên cái tâm bất thiện nó khởi lên liên tục. Nếu như những cái tâm, những cái tâm quả thiện này nếu mà được phát triển, tức là khi nó trổ quả rồi mà lại được tiếp tục phát triển thì nó lại tạo ra những cái thức nghiệp thiện để nó lại trổ quả ở tương lai. Cái nếu như mà nó không được phát triển, khi mà nó trổ quả rồi nhưng mà nó lại không có điều kiện để phát triển thì nó lại giảm bớt đi, thì cái tâm bất thiện hoặc là nó gặp cái môi trường không thuận lợi thì những cái quả này nó lại kém đi, và sau này nó lại phát triển những cái tâm bất thiện nó mạnh đi. Đấy là tâm danh, đấy là thức. Thức thì nó có thức nghiệp và thức quả như vậy. Tức là thức nghiệp là thức ở quá khứ và thức quả là thức ở hiện tại. Thức ở quá khứ là cái thức mà mình đã tạo nghiệp, thức ở hiện tại là cái quả của cái nghiệp ở quá khứ. Đấy là tức là nói về tâm, tâm thức. Tâm thức ở quá khứ nó sinh ra cái tâm thức ở hiện tại. Còn danh và sắc, danh cũng là tâm, danh cũng là tâm, danh là tâm và các tâm sở sinh ở các căn môn được gọi là ngũ, các cái nội ngũ môn và nội ý môn. Thì danh và sắc này nó cũng là tâm, và cái tâm đầu tiên được gọi là tâm tục sinh. Cái tâm đầu tiên là một cái chúng sinh đi tái sinh sang kiếp sống này gọi là tâm tục sinh. Cái tâm trung gian để bảo hộ và duy trì cái sự sống này được gọi là tâm hữu phần. Tâm hữu phần là cái tâm ba văn ga. Một cái chúng sinh bắt đầu hình thành một cái kiếp sống mới thì bắt đầu là sẽ đi tái sinh, và cái tâm đầu tiên xuất hiện ở cái kiếp sống mới này được gọi là tâm tục sinh. Nó sinh lên một sát na rồi nó diệt đi, rồi nó trở thành tâm hữu phần. Và cái tâm này là cái tâm hộ kiếp, nó duy trì cái dòng tâm nó cứ trôi chảy liên tục, không bao giờ dừng nghỉ trong suốt kiếp sống. Và đến cuối cùng thì nó trở thành tâm tự, tâm chu tí. Hết chấm dứt cái kiếp sống này thì cái tâm này nó gọi là tâm tự. Thì ba cái tâm này nó cũng là tâm quả, nó cũng là quả của những cái thức nghiệp mà nó bắt ở trong cái lúc mà nó cận tử ở kiếp trước. Cái nghiệp cận tử ở kiếp trước thì nó tạo ra ba cái tâm này. Một cái nghiệp này nó tạo ra ba cái tâm, cái tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tự. Nên là một cái nghiệp một cận tử cuối cùng ấy, nó sẽ liên quan đến cả một cái kiếp sống ở tương lai. Rồi đến cái nội ngũ môn, trên con mắt nó có các cái tâm. Sau đó trong cái đời sống thường nhật hàng ngày thì nó sẽ có cái nội ngũ môn, tức là nó ở sáu cái căn môn của con người. Mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Thì ở trên các cái căn môn đấy nó sinh khởi các cái tâm thức. Vì nó có con mắt cho nên là nó có tâm thức, nó nương trú ở con mắt, sau đó nó tiếp nhận cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì khi mình mở mắt ra mình nhìn một cái cảnh vật ở bên ngoài thì nó có một cái nội tâm đầu tiên là hướng ngũ môn, nó có một tâm vương và nó có 10 cái tâm sở xúc thọ tưởng tư nhất thành mà quyền tác ý tầm tứ thắng giả, là tâm nó tiếp xúc với cảnh, nó cảm nhận cái cảnh, nó tưởng nhớ lại cảnh, rồi là nó và cái tâm tư này bắt đầu nó tạo nghiệp đốc thúc nhất hành, là cái tâm nhất tâm trên cảnh mạng quyền, là nó bảo vệ duy trì cái tâm tồn tại, tác ý đến cảnh, hướng đến cảnh là tâm, bám sát lấy cảnh là tứ, thắng giải là quyết định an trú ở trên cảnh. Thì nó có khi mà một cái tâm hướng lên nó có cả một cái tâm vương và một loạt những tâm sở như vậy. Đấy, cho nên là tâm chia trẻ ra thành một cái tâm vương, tâm sở, một cái tâm thức và cái tâm sở hữu. Rồi sau đó đến nội nhãn thức. Nội nhãn thức nó có một cái tâm vương, bảy tâm sở. Tiếp thọ, tiếp nhận cảnh,
nó cũng có một tâm vương và 10 tâm sở, suy xét cảnh nó cũng có một tâm vương 10 tâm sở, suy xét thọ hỷ một tâm vương 11 tâm sở, và xác định nó cũng có một tâm vương và 12 tâm sở. Các cái tâm nó cũng thế, đi đâu nó cũng có một đoàn quân như vậy, giống như là một ông vua và một cái đội quân hầu cận đi sau. Khi mà một cái nội tâm nó hướng lên, một cái tâm thức nó hướng lên, và sau đó nó có cả rất là nhiều những cái trạng thái tâm lý khác nó sinh khởi, cùng một lúc nó sinh khởi rất là nhiều trạng thái tâm. Lúc em có cái cảm nhận, có cái tư tưởng, có cái tưởng nhớ, rồi mình cũng có những cái vui, cái buồn ở trong đây, mình có cái tác ý, có cái sự suy xét đối với cái cảnh đấy. Đó được gọi là tâm. Đây là có các cái chập chavana, chavana tâm động lực. Cái chập chavana này nó mới thật sự là nó hưởng thụ cái cảnh này, tiếp nhận cái cảnh đấy một cách trọn vẹn. Đây, tâm thiện thì nó có 34 tâm sở hữu biến hành, nó có những cái tâm sở hữu biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tạp ý, nó biến gọi là biến hành bởi vì là tâm nào nó cũng có 7 cái tâm này, không có cái tâm nào nó thiếu 7 cái tâm này, cho nên nó gọi là biến hành sở hữu biệt cảnh và 6 tâm tầm tứ thắng đại cần hỷ dục, bởi vì là những cái tâm này thì nó có lúc nó có lúc nó không. Có những cái tâm tịnh hạt là những cái tâm thiện, khi mà cứ khởi lên những cái tâm thiện thì nó có 19 cái tâm tốt đẹp nó sinh lên, khi mà nó có niềm tin, có chánh niệm, có tàm quý vô tham vô sân hành giả tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm nhu thân nhu tâm thích tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm, để nó có sở hữu tuệ quyền, thì đấy là những cái khi mà khởi lên cái tâm thiện thì nó có rất là nhiều những cái tâm cao thượng. Những cái tâm này được gọi là tịnh hạt, rất là tốt đẹp và cao thượng. Nên là khi xưa thì ngài A Lan sau khi mà ngài phân biệt những cái tâm thức thì ngài tán thán Đức Phật, ngài bảo Đức Thế Tôn là một cái bậc rất là vĩ đại phi thường, bởi vì những cái tâm thức này nó không có hình dáng, nó không có màu sắc gì, mà với cái trí tuệ mà ngài lại phân biệt được nó một cách rành rẽ như vậy, phân biệt được từng cái tâm riêng biệt như thế này, thì đấy là cái trí tuệ của Đức Phật. Chỉ một trí tuệ của một bậc toàn giác ra đời mới phân tích được từng cái tâm, chia sẻ ra từng cái tâm ra như vậy. Mà cái tâm thì nó diễn biến rất là nhanh, bằng cái tâm thức, bằng cái trí tuệ bình thường này thì không ai phân tích được cái tâm, không ai phân tích được. Thì Đức Phật là cái người đầu tiên là phân tích ra những cái tâm này, ngài chia sẻ ra từng cái nội tâm, từng cái tâm sở, từng cái tâm vương, từng cái tiến trình tâm, cái này nó sinh lên nó diệt đi, sau đó cái tâm khác nó sinh lên nó lại diệt đi, nó cứ nối tiếp liên tục như vậy. Thì đấy là cái trí tuệ toàn giác của Đức Phật. Thì sau khi mà Đức Phật thì giác ngộ ra được những cái, phân tích được những cái tâm này, thì sau đó ngài dạy những cái pháp cho chúng sinh cũng phân tích ra được những cái tâm này, phân tích ra được tâm để chia sẻ, mổ xẻ ra được cái tâm thức của con người thì mới có thể mà diệt trừ được những cái tà kiến ở trong tâm, mới có thể diệt trừ được những cái tâm bất thiện ở trong tâm. Và những cái tâm, có cái tâm thiện nó khác, có tâm bất thiện nó khác. Cái tâm thiện nó sinh khởi thì nó có những cái loạt tâm cao thượng, cái loạt tâm gọi là tịnh hảo nó sinh lên. Những cái tâm bất thiện ấy, khi mà nó sinh khởi thì nó lại sinh khởi theo những cái tâm, những cái sở hữu khác, những cái sở hữu rất là thấp kém hạ liệt. Những cái tâm bất thiện nó sinh khởi như tâm tà kiến thì nó có 7 cái biến hành, 6 biệt cảnh này. Xong rồi nó có những cái tâm sở gọi là si vô tàn vô quý phóng dật, tức là ngu si, không biết xấu hổ, không biết ghê sợ tội lỗi, và có cái tâm phóng dật không định tĩnh. Để nó có tâm tham, tâm tạp kiến, có tâm hôn trầm thụy miên. Đấy là những cái tâm bất thiện nó sinh khởi. Thì những cái tâm này được gọi là danh. Những cái tâm này được gọi là danh. Danh và sắc. Cái gì nó sinh ra danh? Thức nó sinh ra danh. Tâm cũng là thức nó sinh. Chavana si thì có, nó cũng có những cái tâm đấy. Những cái tâm si, cái tâm hoài nghi. Si thì nó có hai loại tâm si, nó là một là si phóng dật và hai là si hoài nghi.
si phóng dật thì tức là cái tâm nó lang thang, nó không có an trú vào một đối tượng này. Còn si hoài nghi là nó hoài nghi sự thật. Bây giờ có những cái sự thật nó không biết, nó không biết thì nó hay hoài nghi, nó không biết có kiếp trước hay không, không biết có kiếp sau không, không biết có thiên đường hay không, không biết có địa ngục không, chết rồi không biết là còn hay là chết rồi là hết. Nên thì là cứ hoài nghi do dự như vậy thì nó sẽ là tâm si. Và nó có một cái độ tâm nữa được gọi là cái tâm đăng ký, sinh lên sau những cái tâm động lực Chavanna, tâm đăng ký suy xét, có 12 tâm, 11 tâm, 12 tâm. Tâm đăng ký đại quả thì nó có 3 hoặc 34 tâm, 33-34 tâm, tâm đại quả. Nếu Chavanna thọ hỷ thì đăng ký thọ hỷ, Chavanna thọ xả thì đăng ký thọ xả, Chavanna thọ yêu thì đăng ký thọ xả. Đây là những cái tâm đăng ký nó sẽ sinh lên sau những cái tâm động lực tâm Chavanna. 8 tâm đại quả và 3 tâm suy xét thực hiện nhiệm vụ đăng ký, nên sẽ có 1 trong 11 tâm đăng ký sinh khởi sau khi các chấp Chavanna. Các tâm sở luôn sinh lên cùng với tâm vương. Nếu mà chia ra thì nó có 52 tâm sở, biến hành có 7 tâm sở, biệt cảnh có 6 tâm sở, si có 4 tâm sở, tham có 3 tâm sở, sân 4 tâm sở, hôn trầm thụy miên có 2 tâm, hoài nghi có 1 tâm. Những cái tâm mà cao thượng tốt đẹp và nó có 19 tâm. Cái tâm mà ngăn ngừa liên quan đến giới nó có 3 tâm. Cái tâm mà vô lượng tức là bi và hỷ, tâm thương xót và tâm hoan hỷ thì có 2 tâm, trí tuệ có 1 tâm. Tổng cộng lại là có 52 tâm sở. Còn đấy được gọi là danh, tất cả các cái tâm vương và tâm sở, 89 tâm hay là 121 tâm vương và 52 tâm sở ấy thì được gọi là danh. Và sắc thì có 28 loại sắc. Sắc tức là ở trong thân con người mình, nó chỉ là cái thân này, khi mà mình mổ ra thì nó chỉ có xương này, có da này, có thịt này, xong rồi nó có máu này, có mỡ này, có ruột, tim, gan. Đấy là mổ ra mình thấy nó có những cái vật chất như vậy. Còn khi mà phân tích bằng cái tâm thức, chia sẻ bằng cái tâm thức, đưa cái tâm vào trong thân để phân biệt, thì cái thân này nó có những cái đặc tính của tứ đại. Nó có đất, có nước, có lửa, có gió. Những cái gì nó thuộc về cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ thì cái đấy nó thuộc về đất. Đất nó có đặc tính. Cái gì nó có cái tính tan chảy, kết dính thì nó thuộc về nước. Cái gì mà nó nóng lạnh nó thuộc về lửa. Cái gì mà nó có đẩy hỗ trợ nó thuộc về gió. Ở trong thân nó có những cái tính chất của đất, có những cái tính chất của nước, có cái tính chất của lửa và có cái tính chất của gió. Vậy cái thân này là thân tứ đại, gọi là bốn đại trục. Và sau đó nó y trên bốn cái đại thân tứ đại này, nó sinh ra nhiều cái sắc khác nhau. Nó có các cái tịnh sắc, nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc. Có cái sắc thần kinh, có cái ở trên mắt nó có cái nhãn tịnh sắc, có cái thần kinh mắt, thần kinh mũi. Mình có cái sắc thần kinh đấy cho nên là mình mới thấy được cảnh sắc. Cái nhãn thức nó an trú ở đấy mới thấy được cái sắc. Cái người nào mà bị liệt cái thần kinh này là người bị mù. Cái người nào mà liệt thần kinh tai thì cái người đấy sẽ bị điếc. Cái người nào mà liệt cái thần kinh ở mũi đấy thì cái người đấy bị tịt mũi. Cái người nào mà mất cái thần kinh ở lưỡi thì cái người đấy không biết cái phân biệt vị. Người nào mất cái thần kinh ở trên thân thì nó trở thành cái thân mất cảm giác. Nên ở trên thân nó có những cái sắc thần kinh, gọi là năm cái sắc, tịnh sắc. Và những cái cảnh, sắc cảnh, màu, thanh, hương, vị. Đấy là những cái sắc căn nó có sắc cảnh ở bên ngoài. Tức là sắc nó cũng có màu, nó cũng có mùi, nó cũng có vị. Nó có dưỡng chất, có cái sắc mạng căn. Tức là khi nào cái sắc mạng căn này còn thì người đó còn sống. Rồi cái sắc mạng căn nó mất là người đó chết. Mạng căn tức là nó duy trì cho sắc sống. Nó cũng là cái thân đấy, nhưng mà có cái thân bây giờ đưa vào ướp đá, ướp lạnh, nó vẫn tồn tại. Mà cái sắc mạng căn này nó sẽ còn không? Có ai ướp 100 năm sau xong là cho ra rồi sống lại được không? Nếu mà cái người ta, nếu mà người ta đem cái xác đi ướp mà người ta duy trì được cái sắc mạng căn này thì sau này người ta sẽ phục hồi sự sống của chúng sinh đấy được. Nhưng cái sắc mạng căn này nó mà không may nó bị chết
thì cái chúng sinh đấy sẽ chết. Cái kỹ thuật ướp xác thì người ta lại không nghiên cứu ra được cái cách nào để bảo vệ cái xác mạng căn này, cho nên người ta đi giam xác ướp sau này không sống lại được. Còn nếu mà cái xác nào mà còn được cái xác mạng căn còn sống thì nó sẽ sống. Cái xác trái tim, xác giới tính, đấy là cái 18 loại xác do nghiệp sinh. 18 cái xác này nó là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó sinh. Trong quá khứ nó sinh ra những cái sắc này. Ví dụ bây giờ ở trên mắt, có cái mắt, có cái người thì có cái mắt tốt ấy, có cái mắt sáng, có người có mắt mờ ấy. Thì cái mắt xấu, mắt đẹp ấy, đấy nó cũng do nghiệp ở quá khứ nó sinh. Để có các cái sắc đấy. Còn có một số sắc ở do cái tâm thức ở hiện tại nó sinh. Do tâm sinh, sắc hư không, thân niệm chi, khẩu niệm chi, sắc tinh, sắc nhu, sắc xích nghiệp, sắc tiến, sắc dị, sắc diệt. Đấy là 10 cái sắc nó không thực. Thì do tâm sinh, tâm ở hiện tại sinh ra những cái sắc này. Còn do nghiệp ở quá khứ thì nó sinh ra một số sắc là do nghiệp quá khứ nó sinh. Cho nên là có những cái người tại sao lại sống lâu, bởi vì là cái nghiệp trong quá khứ, cái thiện nghiệp nó rất là mạnh, nó duy trì cái sắc nghiệp đấy. Còn có những cái người chết sớm, có thể là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó yếu, nó hết nghiệp. Cho nên là có người cái sắc thân này nó sẽ chết là do hết nghiệp, nghiệp nó không còn duy trì được nữa, cái thức nghiệp nó hết, nó không duy trì được cái chữ sống nữa. Có những cái người thì cái nghiệp nó còn nhưng mà tuổi thọ hết rồi nó vẫn phải chết. Có những người cả tuổi thọ và nghiệp cùng hết một lúc. Có những cái người thì nghiệp chưa hết, tuổi thọ chưa hết nhưng mà người ta phải chết. Lý do tại sao là bởi vì người ta bị cướp mất cái mạng sống, tức là người ta bị một cái chúng sinh khác nó cắt đứt cái mạng căn, thì cái người đấy mà ngoài đời người ta gọi là chết oan này. Đấy là cái nghiệp quá khứ. Còn cũng có thể là cái tâm thức ở hiện tại nó cũng tác động đến cái sự sống đấy. Cái tâm thức mà ở hiện tại có thể là cái tâm thức cao thượng thì nó cũng làm, nó hỗ trợ cho cái xác ở hiện tại này. Cái tâm thức ở hiện tại mà cái tâm thức thấp kém thì nó cũng làm cho cái xác thân này nó cũng bị kém đi. Những người nào tham sân si nhiều thì cái xác thân nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người nào mà vô tham, vô sân, vô si thì cái thân thể nó cũng sẽ tốt, nó khỏe mạnh và nó tươi sáng hơn. Thế nên là có những sắc do tâm sinh. Đến bây giờ đến là danh này, sắc này. Còn bây giờ thế nào là thức duyên cho danh sắc? Thức là nghiệp ở quá khứ đấy nhá. Danh là các tâm và tâm sở này. Sắc là sắc do nghiệp sinh và sắc do tâm sinh này. Đấy, tức là nói đến cái tâm thức của con người, cái thân thể này và cái tâm thức này. Còn tại sao lại nói là thức duyên danh sắc là gì? Thế nào là thức duyên cho danh sắc? Tại sao lại nói là thức nghiệp là những nghiệp thiện và bất thiện tích lũy trong quá khứ sẽ trợ duyên cho thức quả và các sắc do nghiệp sinh. Bởi sự sinh của thức nghiệp trong quá khứ nên tâm quả tục sinh và sắc tục sinh sinh. Thức nghiệp quá khứ là nhân, tâm tục sinh và sắc tục sinh là quả. Thì ngay ở cái sự sống đầu tiên ấy, ở cái kiếp sống ấy, ở cái thời điểm đầu tiên của kiếp sống ấy, thì lúc đấy là có cái nghiệp nó hỗ trợ cho một cái tâm đi tục sinh, đi tái sinh. Những cái thức nghiệp ở quá khứ, nếu mà cái lúc cho nên cái trạng thái tâm cuối cùng của cái kiếp sống quá khứ đấy nó là tâm thiện, thì cái kiếp sống tương lai sẽ là một cái kiếp sống tốt. Nếu mà cái tâm tử, cái tâm cuối cùng ở cái kiếp sống ấy là tâm bất thiện thì cái kiếp sống tương lai sẽ là cái kiếp sống ở cái cõi khổ. Nếu mà bây giờ cái tâm cuối cùng ấy, cái người mà hấp hối sắp chết rồi, xong là người nhà đến cứ than vãn, ôi ông đừng đi, ông ở lại với tôi, thì lúc ấy ông sẽ khởi lên cái tâm gì? Khởi lên cái tâm ái luyến. Thế bà hãy đi với tôi, không muốn xa nhau. Thì lúc đấy khởi lên cái tâm ái luyến, thì ái luyến nó sẽ là tâm tham tà kiến. Cái tâm tham đấy nó sẽ tục sinh, nó sẽ làm cho cái tâm thức đi tục sinh vào cái gì? Tục sinh vào cõi ngã quỷ.
mà cứ đi theo cái người mà mình tham ái đấy, tham ái đấy, nó sinh ra cái tâm hạn nhiệt, thì nó sẽ sinh ra cái quả hạn nhiệt như vậy. Nếu mà cái lúc mà một cái người chết ấy mà người ta còn thế nào, lại có một cái người mà người ta rất là ghét, người ta đến người ta thăm, và ông còn nhớ tôi không, trước kia tôi đã từng đánh ông, chửi ông, mắng ông, bây giờ tha cho tôi, đừng giận tôi nha, mà còn lâu tao mới tha cho mày, chưa xử được mày chết không yên. Thì lúc đấy làm sao cái tâm đấy nó sẽ tục sinh đi đâu? Nó sẽ tục sinh xuống địa ngục, bị thiêu đốt ở trong địa ngục ấy. Thế nó cho quả ngay lập tức, nó cho quả ngay cái lúc đấy. Nên lúc mà cái tâm tử đấy mà mình, mà cái tâm đấy còn nghĩ đến những cái thiện nghiệp như là bố thí, mình đã từng cung kính bố thí cúng dường, hay là có một cái vị thầy nào đến mà cái người đó rất là cung kính, hoặc là đưa cái ảnh Phật, vì đó khởi lên cái tâm cung kính Phật, hoặc là tụng kinh cho vị đấy nghe, vị đó nghe cái bài kinh, vị đó khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính kinh, thì cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, hoặc là bất cứ một cái tâm thiện nào đấy nó khởi lên, cái tâm tục sinh mà nó sẽ đi sinh về cái cõi này, nó sẽ sinh ra làm người hoặc là sinh về cõi trời. Thì lúc đấy cái tâm thiện nó khởi lên, thì nó cho cái quả của cái thức tục sinh. Nếu mà thức nghiệp quá khứ bất thiện thì danh sắc tục sinh là hạ niệt. Thì cái thức, cái tâm nó cũng là cái tâm, nhưng mà nó sinh ra cả một cái tâm thức và một cái sắc ở kiếp sau. Nếu mà cái tâm cao thượng thì nó sẽ sinh ra một cái đời sống về sau đấy, sắc thân cũng cao thượng mà tâm thức cũng cao thượng. Thì cũng một cái tâm mà ở cái thời điểm cận tử đấy là một cái tâm bất thiện, một cái tâm xấu, thì là cái đời sống về sau sẽ là một cái sắc thân xấu và một cái tâm thức cũng khổ đau. Thì đấy là cái thức mà nó sinh ra danh sắc là vậy. Thức cũng chỉ là một cái tâm thức thôi mà nó sinh ra cả danh cả sắc, nó sinh ra cả thân và cả tâm. Vậy thì vật chất với ý thức, cái nào nó sinh ra cái nào? Bởi sự sinh của thức nghiệp quá khứ nên tâm hữu phần và sắc nghiệp nơi trái tim sinh. Thức nghiệp quá khứ này nhân tâm hữu phần và sắc nghiệp trái tim là quả. Thì cái tâm tục sinh đấy sau đó nó trở thành tâm hữu phần thôi, nó sinh ra một cái này, cái tâm đấy nó trở thành một cái dòng tâm thức, nó duy trì cái kiếp sống đấy. Cứ lúc nào mình ngừng nghỉ các cái hoạt động của tâm thức thì là lúc cái tâm nó chìm vào dòng hữu phần. Nhưng bây giờ một người đi ngủ là chìm trong hữu phần hoàn toàn, thì trong hữu phần là cái tâm này nó chìm vào cái tâm hữu phần, cái tâm mà nó đi tục sinh sau đó nó trở thành tâm hữu phần. Cái lúc mình ngủ ấy, tôi ngủ thì mình có biết gì nữa không? Thì lúc ấy nó chìm vào cái tâm này là tâm nó cứ nặng nề như vậy. Cái tâm hữu phần đấy nó, hoặc là bây giờ một cái người mình mắt mình nhìn ở trên này, cái tai mình nghe, thì hai cái đấy nó có cùng nhau cùng thời điểm, nó có hai thời điểm khác nhau. Ví dụ mình nhìn một cái, sau đó cái tâm nó rơi vào hữu phần một tí, sau đó thì bắt đầu nó mới xuống tai, bắt đầu mình mới nghe. Mình nghe xong cái tâm nó rơi vào hữu phần, xong nó lại lên mắt thì mình nhìn. Nhưng mà nó diễn ra rất nhanh, cảm giác như là mình vừa nhìn vừa nghe cùng một lúc. Nhưng mà thực ra nó đã trải qua cái giai đoạn trung gian là cái tâm hữu phần này rồi. Thế nên cái tâm hữu phần nó duy trì và nó làm cho dòng tâm không lúc nào bị gián đoạn. Và cuối cùng nó trở thành tâm tử, đến giai đoạn cuối cùng của kiếp sống thì nó trở thành tâm tử, chú tí. Rồi sau đó nó mới có một, nó bắt đến một cái nghiệp khác mà nó trở thành tâm tục sinh của một kiếp sống mới khác. Sự sinh của thức nghiệp quá khứ nhãn thức và sắc nghiệp nơi con mắt sinh. Và sau khi mà nó đã tục sinh xong, khi mà được sinh ra đời, khi mà nếu mà tục sinh làm người thì phải ở trong bào thai 9 tháng sau mới ra đời. Khi ra đời rồi đầu nó mới mở mắt ra chào đời, cái ngày nó mở mắt chào đời thì cái lúc đấy cái tâm này nó bắt đầu nó mới sinh khởi. Nhưng mà nếu mà sinh làm ở những cái cõi chư thiên thì chỉ tục sinh ra một cái xong người ta mở mắt luôn, chào đời luôn, không cần phải mất một thời gian dài. Thì cái lúc đấy là nhãn thức và sắc nghiệp nơi con mắt, thì cái lúc đấy những cái nghiệp ở trong quá khứ nó vẫn tiếp tục cho quả đấy, có
Có những cái người vừa mở mắt chào đời đã một cái đã thấy cuộc đời này chán trường rồi. Cho nên là khóc. Tại sao mở mắt ra chào đời thì không cười, không thích? Mở mắt ra đã thấy cuộc đời này rất là khổ đau. Nhưng mà các vị chư thiên thì người ta sinh ra người ta có khóc không? Người ta mở mắt chào đời người ta thích quá. Người ta thích quá, người ta thấy toàn những cảnh đẹp, cho nên người ta chạy đi người ta xem cái cảnh đẹp đây, cho người ta quên mất quá khứ, không biết, không nhớ đến người thân, không biết là mình ở đâu sinh về đây, nó chỉ thấy cảnh ôi sao đẹp quá, cái cảnh gì nó cũng vui cũng đẹp thế này, nên là người ta quên mất. Cho nên bây giờ mình có dặn là nếu mà dặn người thân ấy, mà nếu mà ông chết thì ông nên trên trời cũng nhớ về thăm tôi nha. Nhưng ông mở mắt ra một cái nhìn thấy có 500 cô tiên nữ ngồi sẵn đấy, ôi sao đẹp thế, nhìn đến mái nhà cứ toàn vàng ngọc ấy, cái gì nó cũng đẹp. Và tôi đi dạo quanh một ngày đã, thì dạo quanh một cái ngày ở trên cái cõi trời cái cõi trời đao đợi thì là bằng 100 năm ở trần thế rồi, mà bây giờ cũng ngoay xuống thêm mấy cái người thân còn không thì người ta chết sạch này. Đã có một ngày người thân đã chết hết rồi, rồi bây giờ có về thăm thì chẳng còn ai mà thăm nữa. Thế là thôi. Còn ở cái cõi người này cứ mở mắt ra là khóc, mắt chào đời là khóc. Vậy thì cuộc đời là bất hạnh. Bởi sự sinh của sắc nghiệp. Thì cái lúc mà sau khi mà tái sinh rồi thì những cái thức ở trong quá khứ đấy, cái thức nghiệp trong quá khứ nó vẫn tiếp tục cho quả. Nó vẫn tiếp tục cho quả. Nếu như mà cái chúng sinh đấy mà sinh ra ở cái cõi người ấy, thì nó có những cái cảnh này, có cảnh đẹp, có cảnh xấu. Cứ lúc nào mình thấy những cái cảnh mà mình vui thích thì đấy là tâm cái thức nghiệp thiện nó cho quả. Lúc mình thấy những cảnh không ưa thích là thức nghiệp xấu nó cho quả. Còn nếu như mình sinh ở trên cõi trời thì lúc đấy cái tâm thức nó lại có cái nghiệp, nó lại rất là mạnh. Mình thích cái gì mình có thể tạo ra cái đấy được. Thức. Còn ở cõi người bây giờ mình thích cái gì, mình thích cái cảnh kia đẹp, nhưng mà mình có lấy được nó ngay không? Còn phải đi kiếm tiền đã về mới mua được. Mở mắt ra nhìn thấy cái nhà đẹp quá, nhưng bây giờ mình muốn có được cái nhà này phải đi lao động, đi làm rất là cực khổ. Thấy được một cái xe đẹp thích nhưng mà chưa, không phải là thích mình đến mình lấy ngay được. Thích rồi bắt đầu phải đi kiếm tiền, rồi bắt đầu con bé vào con phải học cho giỏi vào lớn lên thì có nghề nghiệp thì nó mới có tiền, thì thích cái gì thì có cái đấy. Nó phải mất một thời gian vất vả như vậy, nhưng mà mấy vị chư thiên ở trên cõi trời họ thích cái gì một cái là cái đấy nó tự biến hiện. Thức nó có thể sinh ra được danh sắc là vậy, thức nó có thể sinh được cả tâm sức, nó có thể sinh ra được cả vật chất. Cái tâm thức của mình, của cái chúng sinh nó mạnh, nó có thể tạo ra vật chất. Còn ở cõi người bây giờ muốn có thì vị nào mà tu luyện thật lâu có thần thông cũng có thể biến ra được một số cái vật chất. Vì nó có thể biến ra được, ví dụ như là thời Đức Phật thỉnh thoảng có những buổi Đức Phật biến ra như một bát cháo mà biến ra cho tất cả mọi người, hàng mấy trăm người ăn. Thì cái tâm thức có thể biến ra vật chất được như vậy. Có một vị tỳ kheo, vị khi mà đến một cái ngôi chùa có hàng mấy chục ngàn vị sư đang ngồi ăn cơm, vị đó thấy cái vật thực khô khan quá, chắc là vị đấy biến cái nước ao thành sữa để hồ. Thế là chư tăng cứ đến cái bữa ăn ấy ra ao hàng múc sữa về ăn. Ăn xong rồi thì sữa nó biến thành nước. Nó đến bữa ăn sau thì nước lại biến thành sữa, suốt trong 3 tháng liền như vậy. Thế mà tâm thức nó sẽ biến, nó có thể tạo ra được vật chất phải không? Thức sinh được cả ra sắc nó phải, thức tạo ra được. Còn các vị chư thiên ở cõi trời thì muốn ăn sữa này, nó ngửa bàn tay ra hô biến một cái. Nên là có một hộp sữa trên tay của. Đấy là giống như là cây du ký. Đấy là thức, nó sinh ra danh và thức sinh ra sắc. Nhưng mà nếu mà một cái chúng sinh mà sinh xuống địa ngục thì sao? Thì cái thức nó sinh ra cái gì? Thì cũng là cái thức đấy, nhưng mà nó sinh ra toàn những cái đao binh, những cái mà nó đâm chém vào cái thân thể này. Nên toàn những cái cảnh lửa mà nó thiêu đốt ấy.
thức nó sinh ra cái cảnh đấy. Nên là một cái chúng sinh bây giờ mà mình đang tạo những cái thiện nghiệp tốt ấy, thì có thể là bây giờ cái cung điện ở trên cõi trời của mình đang hình thành. Nếu mà cái tâm của mình hướng ấy, mà bây giờ có cái chúng sinh là nguyện là bây giờ con sẽ làm tất cả những thiện nghiệp, bố thí, giữ giới, hành thiền, làm hết mình, con chỉ mong sao sinh về cõi thiên giới hưởng cái phước báo trên chư thiên. Thì nếu như cái thiện nghiệp của mình nó thành tựu, bắt đầu ở trên thiên giới đã có những cái lâu đài bằng châu báu nó đang xuất hiện đấy. Đấy, tâm thức nó xuất hiện đấy, nó sinh ra ý thức mà nó sinh ra vật chất vậy đấy. Thì đến lúc đấy nên đấy một cái là có đầy đủ hết rồi, không phải mất công đi xây dựng, không phải mất công đi kiếm thợ về làm hết, rất là an nhàn. Còn nếu mà giờ mình tạo những cái ác nghiệp ấy, thì có thể là dưới địa ngục đã có những cái hình phạt chờ sẵn rồi, có một cái chảo dầu, cái bản dầu sôi nó đã chờ ở đấy rồi, nó hình thành rồi, cái tâm của mình nó đã biến hiện rồi, cái chết một cái mình rơi thẳng vào đấy. Là thức sinh ra sắc, mà thức nó cũng sinh ra danh, sinh ra tâm. Thì khi mà mình xuống dưới địa ngục thì cái tâm là những cái trạng thái tâm khổ đau sầu bi khổ ưu não. Còn nếu mà sinh lên trời thì là những cái tâm hoan hỷ thích thú. Nếu mà sinh ở cái cõi người thì cái tâm này lúc vui lúc buồn, bởi vì nó có thiện nghiệp nó cũng trổ ở cõi người, mà ác nghiệp nó cũng trổ ở cõi người. Còn nếu mà sinh lên thiên giới thì chỉ có thiện nghiệp nó trổ, còn ác nghiệp nó trổ ở đấy. Cho nên là thường thường là khi mà hưởng hết cái phước ở cõi thiên rồi, bắt đầu mà không tạo thêm ấy, là rơi thẳng xuống địa ngục để trả quả. Cho nên là có những chúng sinh trả hết quả dưới địa ngục này này, sinh thẳng lên trời. Còn nếu chúng sinh ở cõi người thì lúc này là cái cơ hội là 50-50. Ở trên cõi người thì cái cơ hội để làm phước cũng rất nhiều, mà cơ hội tạo tội cũng rất là nhiều. Nếu bây giờ mình tiếp tục tạo những em, có những cái lúc mà cái thiện nghiệp, cái thức thiện nghiệp ở quá khứ nó trổ quả, nó khởi lên cái tâm thiện, và mình tận dụng cái tâm thiện đấy làm những cái việc thiện, thì là lúc đấy mình lại tạo được những cái thiện nghiệp. Còn có khi mình khởi lên những cái tâm bất thiện rồi mình lại tạo những cái nghiệp bất thiện, thì lúc đấy mình sẽ tiếp tục đi tương lai lại đi vào cõi khổ đau. Cái okay, cõi người là vậy, cõi người thì nghiệp thiện nó cũng trổ, ác nó cũng trổ. Cái thiện nghiệp mình cũng có cơ hội để làm, ác nghiệp cũng có cơ hội để làm. Bởi sự sinh của sắc nghiệp, thức nghiệp quá khứ, danh sắc tiếp thọ sinh. Thức chứ không phải là sắc, lúc đánh sai. Thức nghiệp quá khứ là nhân, mà danh sắc là quả. Tất cả các cái nội tâm cũng vậy, nhãn thức cũng vậy, tiếp thọ cũng vậy, cái tâm suy xét nó cũng vậy. Thì cái thức nghiệp ở trong quá khứ nó cũng sinh, nó cũng là nhân và nó sinh ra cái danh và sắc. Sắc do nghiệp sinh, và những cái tâm nhãn thức tiếp thọ suy xét xác định. Thức nghiệp ở hiện tại sinh thì danh sắc, thức ở hiện tại sinh nên danh sắc sinh, thức ở hiện tại là nhân, danh sắc là quả. Thì cái thức khi mà nó thành là cái thức quả ở hiện tại thì nó cũng tạo ra